Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Toàn Mister. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục với bộ truyện Đấu Phá Thương Khung và chủ đề của ngày hôm nay có thể sẽ rất nhiều bạn chưa biết hoặc chưa biết đến cho mà xem. Và chủ đề của ngày hôm nay của chúng ta sẽ là những đấu kỹ, công pháp mà Tiêu Viêm đã từng sử dụng. Theo như các bạn đã biết, trên đấu khí đại lục thì công pháp và đấu kỹ sẽ được chia làm tứ giai 12 cấp. Tứ giai đó là Thiên Địa Huyền Hoàng, 12 cấp đó là mỗi giai sẽ được chia làm 3 cấp, gồm có sơ cấp, trung cấp, cao cấp. Ok, chúng ta sẽ cùng đi vào những đấu kỹ, công pháp mà Tiêu Viêm đã từng dùng. Đầu tiên chúng ta sẽ nói về Hấp Trưởng và Suy Hòa Trưởng. Hai bộ đấu kỹ này thì ở cấp đó là hoàng giai cao cấp đấu kỹ. Đấu kỹ này Tiêu Viêm có được là từ trong một mảnh sắt mà tình cờ trong lúc đi mua dược liệu ở thành Ô Thản có được. Thứ ba đó là Bát Cực Băng. Bát Cực Băng là huyền giai cao cấp đấu kỹ. Luyện đến đại thành có thể gia tăng 7 tầng ám kình và có thể sánh ngay được với địa giai sơ cấp đấu kỹ. Bộ đấu kỹ này thì do Dược Lão đưa cho Tiêu Viêm khi cậu ta cứ đòi Dược Lão phải dạy bộ Toái Thạch Trưởng do Huân Nhi đưa. Bất Cực Băng này thì chỉ cần ngũ đoạn đấu khí đã có thể học, và ở thất đoạn đấu khí thì Tiêu Viêm đã được luyện thành. Tiếp theo đó là về phần quyết. Không thể không nói đến bộ công pháp đã đưa Tiêu Viêm đến đỉnh cao của đại lục. Cuốn công pháp này thì do Dược Lão đưa cho Tiêu Viêm, nhưng nguồn gốc của công pháp này thì không ai biết. Nhưng mình biết người biết nguồn gốc cuốn công pháp này thì không ai khác, chính là tác giả của bộ truyện này. Ban đầu thì cuốn công pháp này chỉ có là hoàng giai sơ cấp công pháp, nhưng sau khi hấp thụ bán sinh tử tinh nguyên thì công pháp này đã đạt hoàng giai trung cấp công pháp. Sau này hấp thụ 4 loại dị hỏa lần lượt đó là thanh niên địa tâm hỏa, vẫn là tâm viêm, tăng thiên diễn viên hỏa và cố định lãnh hỏa thì công pháp này đã tiến cấp lên thiên giai sơ cấp. Tiếp theo chúng ta sẽ nói đến phi hành đấu kỹ Tử Vân Dực, là cuốn đấu kỹ mà trong một lần Tiêu Viêm và Tiểu Uy Tiên đã lấy được từ trong một hoang động của một vị độc dược sư. Đến ngũ tinh đấu giả thì Tiêu Viêm đã học thành được đấu kỹ này, và trong một lần đấu với mục xà rơi xuống vực và Tiêu Viêm đã mất đi ý thức thì đã bị linh hồn của Tử Vân Dực chiếm lĩnh, và cũng may nhờ có Dược Lão mà thoát được. Từ đó Tử Vân Dực đã không còn là phi hành đấu kỹ bình thường nữa mà đã trở thành đôi cánh được hình thành từ đấu khí giống như các đấu vương bình thường khác. Tiếp theo chúng ta sẽ nói đến Diễm Phân Phệ Lãng Xích, hay còn gọi là Diễm Phân Phệ Lãng Thước, là đấu kỹ địa giai sơ cấp do Dược Lão dạy cho Tiêu Viêm lúc ở Ma Thú Sơn Mạch. Đầu tiên thì Tiêu Viêm sử dụng đấu kỹ này để đối phó với Mục Xà ở vách đá và trong xuân trại của Mục Xà. Lần thứ hai Tiêu Viêm sử dụng đấu kỹ này đó là để đánh với Tử Tinh Dược Sư Vương Cứu Vân Vận, và còn rất nhiều lần sau này nữa các bạn đọc truyện có thể biết được. Tiếp theo đó là Bạo Bộ. Đấu kỹ này là đấu kỹ huyền giai trung cấp. Bộ đấu kỹ này thì do Vân Vận đưa cho Tiêu Viêm sau khi trị thương cho cậu ta ở Ma Thú Sơn Mạch. Bộ đấu kỹ này có thể bạo phát tốc độ khi chiến đấu. Bộ đấu kỹ này khi kết hợp với Bát Cực Băng thì có thể bộc phát được sức mạnh khi chiến đấu rất nên rất nhiều lần. Tiếp theo chúng ta sẽ nói đến Thiên Hỏa Tam Huyền Biến. Đây là đấu kỹ mật pháp tăng thực lực của phần Viêm Cốc, và bản đầy đủ thì là do Tiêu Huyền sáng tạo ra, tu luyện bản đầy đủ có thể vẽ ra tổng văn của Tiêu tộc. Lần đầu tiên Tiêu Viêm lấy được một phần ở trong động phủ của Tử Tinh Dịch Sư Vương trong Ma Thú Sơn Mạch. Hai phần tiếp theo đó thì Tiêu Viêm lấy được ở phần Viêm Cốc, và phần cuối cùng thì là từ tay Tiêu Huyền trong Thiên Mộ. Tiếp theo đó là đấu kỹ Sư Hổ Toái Kim Ngâm, là thanh ba đấu kỹ. Đấu kỹ này là huyền giai cao cấp đấu kỹ. Sư Hổ Toái Khiếu Vạn Thú Thuần Phục, có Đại Uy Lăng Toái Kim Trấn Hồn. Cuốn đấu kỹ này thì Tiêu Viêm lấy được từ trong tàng thư cát của Học viện Già Lam, và sau khi trở thành lội viện đệ tử. Tam Thiêm Nô Rộng là đấu kỹ điện giai sơ cấp. Đấu kỹ này thì Tiêu Viêm đạt được sau buổi đấu giá ở Hắc Dương Vực. Đấu kỹ này phân làm 3 thành: Lôi Thiểm, Lôi Thuấn và Tam Thiên Lôi Động. Cảnh giới cao nhất là Tam Thiên Lôi Động, khi phát động có thể vượt qua không gian mà không có một tiếng động gì cả, giống như dịch chuyển tức thời. Tiếp theo đó là Thiên Nhạn Cửu Hành Dực. Đây là đấu kỹ phi hành hiếm có. Đấu kỹ này thì Tiêu Viêm đã kết hợp với việc luyện hóa Thiên Hoàng Dực mà thành. Sau khi hấp thụ Yêu Hoàng Tinh Huyết thì đấu kỹ này của Tiêu Viêm đã tiến hóa, làm cho tốc độ của Tiêu Viêm sánh ngang với các tốc độ của ma thú nổi tiếng về tốc độ, đó là Thiên Yêu Hoàng. Tiếp theo đó là Lục Hợp Du Thân Xích, là đấu kỹ địa giai. Đấu kỹ này công thủ hợp nhất, tiến có thể công, lùi có thể thủ. Lục Hợp Du Thân Thước có 3 tầng cảnh giới, đó là Liệt Hỏa, Du Thân Hỏa và Lục Hợp Hỏa. Đấu kỹ này được nhị ca của Tiêu Viêm đưa cho cậu ta sau buổi đấu giá ở Hắc Hoàng Cát. Tiếp theo đó là Ngũ Lân Ni Hỏa Pháp. Đấu kỹ này là địa giai đấu kỹ, nhưng nếu ngũ thú trong đó có 4 con thú do dị hỏa ngưng tụ mà thành thì có thể tạo ra uy lực sánh ngang với thiên giai đấu kỹ. Đấu kỹ này Tiêu Viêm được Thiên Hỏa Tôn Giả truyền cho khi ở động Dung Nham dưới phần Thiên Luyện Quý Tháp. Ok, tiếp theo đó là Lộng Diễm Quyết, là trung cấp địa giai đấu kỹ.
Đấu kỹ này có thể tạo ra hỏa diễm mạnh không kém hơn các loại dị hỏa ở gần cuối bảng. Và hỏa diễm được tạo ra đó là hóa sinh hỏa. Đấu kỹ này thì Tiêu Viêm đoạt được từ tay của cốc chủ Mai Viêm Cốc. Tiếp theo đó là Tam Thiên Lôi Huyễn Thân, địa giai đấu kỹ cao cấp. Đấu kỹ này là bảo vật trấn cát của Phong Lôi Cát. Đấu kỹ này thì được Tiêu Viêm đoạt được từ tay của 4 vị trưởng lão của Phong Lôi Cát Bắc. Nhưng sau này thì đạt được những mảnh ghép hoàn chỉnh từ huyễn thân của Phong Lôi Cát Bắc chủ, đó là Phí Thiên. Tiếp theo đó là Đế Ấn Quyết. Đế Ấn Quyết là địa giai cao cấp đấu kỹ. Đấu kỹ này gồm ngũ thức, đó là Khai Sơn Ấn, Phiên Hải Ấn, Phúc Địa Ấn, Yêu Thiên Ấn hay còn gọi là Nhân Thiên Ấn. Cuối cùng là Cổ Đế Ấn. Ấn ấn trọng điệp, tương thông lẫn nhau, ngũ ấn luyện đến đại thành có thể phiên giang đảo hải, thôn vệ thiên địa, uy lực sánh ngang với thiên giai đấu kỹ. Đấu kỹ này thì Tiêu Viêm có được từ Huân Nhi. Đấu kỹ này Tiêu Viêm được Huân Nhi đưa cho hai ấn đầu tiên là trước khi rời khỏi Giá Lam học viện về cổ tộc. Tiếp theo đó là Đại Thiên Tạo Hóa Trưởng, thiên giai đấu kỹ. Đấu kỹ này do Tạo Hóa Thánh Giả tạo ra và Tiêu Viêm đoạt được trong di tích của đấu thánh lần đi tìm hồn anh quả hồi phục linh hồn cho Dược Lão. Đại Thiên Tạo Hóa Trưởng khi triển khai phải sử dụng bàn tay đã bị Kim Linh Tiên rèn luyện, nếu không thì chắc chắn sẽ bị phản phệ. Đấu kỹ tiếp theo đó là Kim Cương Lưu Ly Thể, đấu kỹ thiên giai sơ cấp. Đấu kỹ này biến thân thể thành Kim Cương Lưu Ly Thể, không gì phá nổi. Khi luyện đến đại thành thì hóa thân thành Kim Cương Lưu Ly, cửu trượng cửu xích là cực hạn. Kim quang diệu thế, quyền có thể băng thiên, cước có thể liệt địa. Đấu kỹ này Tiêu Viêm đạt được từ tay của Hạt Ma Tam Quỷ sau đại hội giao dịch xuyên không gian. Ngoài những đấu kỹ trên thì Tiêu Viêm còn những đấu kỹ tự sáng tạo từ dị hỏa, có thể nói là những đấu kỹ đã đi cùng với tên tuổi của Tiêu Viêm khắp đấu kỹ đại lục lúc đó, đó là Phật Lộ Hỏa Liên. Đấu kỹ này lần đầu tiên Tiêu Viêm tạo ra đó là lần liều chết ở Mạc Thành trong lần giải cứu Thanh Lân khỏi tay Mạc Thừa. Ở lần này Tiêu Viêm đã liều mình dung hợp Thanh Niên Địa Tâm Hỏa và Cốt Linh Đánh Hỏa lại với nhau, và cũng từ đó mà đấu kỹ này cũng được Tiêu Viêm phát triển lên dựa theo số lượng dị hỏa mà Tiêu Viêm có. Và sau khi đột phá đấu thánh thì Tiêu Viêm đã có điều sở ngộ trong luân hồi và tạo ra đấu kỹ cũng mang tên Phật Nộ Luân Hồi. Và người đầu tiên được Tiêu Viêm mang ra để thử chiêu Phật Nộ Luân Hồi này đó là Cốt U Thánh Giả. Ok, trên đây là những đấu kỹ công pháp mà Tiêu Viêm đã từng sử dụng. Nếu các bạn thấy mình còn nói thiếu ở điểm nào có thể để lại ở phần dưới bình luận giúp mình, hoặc các bạn có phần nào muốn mình làm tiếp về bộ truyện Đột Phá Thương Khung có thể để lại ở phần dưới bình luận. Clip của mình đến đây là kết thúc. Đừng quên đăng ký kênh để theo dõi các clip tiếp theo của mình. Ok, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các clip tiếp theo.